Thưa quý vị, chiều nay Thường trực tỉnh ủy chủ trì lễ trao quyết định phân công cán bộ lãnh đạo đối với đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, tỉnh ủy viên khóa 11, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Thọ, Quỹ chiên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Bến Tre. Theo quyết định về việc phân công của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, tỉnh ủy Chiên khóa 11, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021-2026, theo nghị quyết số 71, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Quỹ ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Thọ, Quỹ chiên ban chấp hành Trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn nữa năng lực sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhất vai trò trách nhiệm là chiếc cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng tại các kỳ họp của Quốc hội.